Hôm nay Thuận xin giới thiệu với anh em là bên Thuận vừa ra được cái file của con hón, file mới nha anh em. Con hón này có một số nơi còn gọi là nhím chuột, nhím đuôi dài hay nhím đá tùy theo một số nơi. Nhưng cái tên trung bình hay gọi của nó là con giòn, con hón, con nhóc. Những anh em nào mà đi làm mà thường thường thì dùng bẫy thủ công giống như bẫy kẹp lưới để ngày này qua ngày nọ, nó dính không dính thì thôi, nó rất là vất vả nha anh em. Thì bên Thuận có cái file, anh em chỉ cần kiếm cái lo hoặc là cái điện thoại nào phát được lớn tiếng, anh em bỏ cái thẻ vô rồi anh em mở tiếng giống như những anh em đi đánh chim vậy đó anh em. Khi mà con hón này nó nghe được đó, thì nó sẽ tìm đến trong bán kính khoảng chừng 300 đến 500 mét. Thì anh em dùng bẫy, anh em bắt nó để bán làm kinh tế thì nó sẽ đạt được nhiều hiệu quả hơn. Thì mọi thắc mắc anh em có thể liên hệ với Thuận qua số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như chia sẻ cung cấp cái file này cho anh em để làm được nhiều hiệu quả hơn, và anh em đi thì cảm thấy nó tự tin hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều.